Lấy cần ở đây, cần đó là mạnh rồi đó. Cần đó ở cần xịn đó. Bây giờ bên nó đang chạy mình không có câu được đâu. Mày cứ quăng đi, biết đâu cá nó cũng sợ bể đầu vậy. Ủa nó né vô bờ. Má nó sợ motor bể đầu nó sao? Bro, one snow's the most luckiest person in the world. Among us. À, chiếu này nè, quay cảnh này nè, quay cảnh này lòng. Đó, đồ à. Lụm lên liền 5 giây. Lát nữa câu cá chép lên cho anh em ăn. Mày mua đồ ăn để anh đi với nguyên câu cá. Trời ơi. Còn. Cái này mồi gì vậy? Bánh mì. Đều. Có cá chép rồi, cá chép rồi. Zoom vô. Ôi ơi dính cá quăng. Má sao nó tới quăng. Ôi.
rồi 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 nhìn nó. Rồi câu con này thấy 1 mét luôn á. Đấy. Cái nền đứt ở đây nè, nó là cát, anh thấy nó không phải là bùn, cho nên ăn nó sẽ không có bị hôi. Tự tay mà đặt lên luôn. Rồi. Rắp phin. Nhỏ. Không. Ôi ôi, tuyệt vời. Em muốn vụ làm gì? Nó nói cái cần này là sao đây chép nhiều vậy? Cái cần này nó có khuôn, nó vô hoài luôn á. Hay quá là giật ngay cái mỏ. Cái này là đỡ phải tốn ngồi á. Hay quá người ơi. Cần bên kia mà. Cái lần sau thấy chuông leo cái là thằng ra móc cần thằng cầm ra. Dính rồi. Ồ vô. Không chưa. Tụt mẹ. Má rảnh nữa làm để im mà được rồi, hấp tấp quá. Như còn. Rồi cái này không phải cá chép rồi. Cái gì? Có thấy giật giật không? Có. Để im coi rung chuông không? Để im coi rung chuông không? Vậy là không có rồi. Có nè. Trời ơi cái con bé tẹo à. Redfin. Ủa con này bắt rồi mình phải lấy ra không? Không mình có hơi thả. Nhưng mà bỏ lên nướng luôn. Ê. Ôi con này nhỏ. Nhỏ quá, thả đi. Thả đi. Bây giờ nó báo rồi, bây giờ con dính luôn. Rồi phóng xanh đi bạn. Ok phóng xanh nha. Phóng xanh đi. Có mà bởi vậy. Rồi. Nhỏ này nhỏ học. Ui. Tuyệt vời đủ quá, tuyệt vời lắm. Thiệt. Thấy luôn Long ơi, Long. Cái gì vậy ba Tuấn? Có thằng nào dính á? Cây của thằng nào á? Gì cây nguyên. Nhưng mà hồi nãy có con cá. Chị em nói tiếc quá. Thì đúng rồi đó Nhi. Không mình do mình ăn ở nữa. Đâu rồi xong nước, ấy xong quăng chai bia luôn. Không được bà. Con này giống thành tinh luôn rồi, bự quá rồi. Có con nào bự hơn này nữa không? Có chứ. Có mấy con bự hơn nữa. Ghê lắm người. Y quái luôn. Cái gì? Nghe đồn vậy đó. Mấy đứa 100 á, chứ không phải 110 đứa đâu. Thôi để luôn đi. Cái gì? Trong đồng tao ăn bao nhậu? Ai? Ủa ai nữa? Ủa phải hả? Anh Đị mà, bữa nãy anh Đị nói mà. Đâu? Đâu ăn bao nhậu để lên YouTube á. Trời ơi. À, cái đó là sau này thôi bà. Giờ chưa bà ơi. Giờ 50 thôi được rồi. Ủa, kỳ không bao nhậu cũng được đó ha. À, bao nhậu được rồi. Sao bạn cứ bao nhậu đi, bao mấy bao, năm sau đi là anh bao hết, bao mồi bao bia đi rồi hả, bao nguyên đám luôn á, đứa mặt tới nhậu rồi nè. Mau đó anh em được hưởng thụ mà còn được có tiền xài nữa chứ, ghê sung sướng mà. Cảnh giới cao lý quá anh, cảnh giới cao quá, cạo nó ra là nó thật à. Rồi cái di cá đâu anh đi, di cá mập quá hả, cái di cá không, cái dãy cá đó bà, mình ăn di cá chép. Họ thì đây tí có cá sấu không vậy? Không, mấy bình mình không có. Không có à? Chỉ có trên chuông sen thôi. Hỏi cho biết ba, lỡ có giọt lẻ chứ. Không
khi tao mày ngủ ngoài á. Còn tối nó lên là mồi nó mệt lắm á, đó là bén luôn á, nó ăn luôn là nó no cả tháng rồi. Đề nghị bạn lên bằng kiếm muối sát trùng này nọ đàng hoàng nha. Ba lát lửa vô chính là sát trùng rồi ba. Ừ. Má đứng giống chờ thầy không? Ủa má nó mới nặng, mới nặng, nó mới thử thách á. Đúng rồi đó. Mới tại mới rung chuông. Không nghe gì ta. Chưa lo cậy đi. Cứ chuyện nào nó cứ công cần giống nãy là đi à, dính lưỡi à. Nó lên hả? Trời ơi dữ vậy. Trời ơi nó cũng nặng. Trời. Ấy vậy. Trời. Tiếp tục. Ê, còn. Trụ cảm giác không giá hả? Trời ơi. Cái gì hả? Anh đừng để nói làm gì? Cảm giác. Còn. Nó sướng. Ủa mặt sướng mi sướng kìa. Sướng. Có cá không? Có cá không? Có trời ơi trời. Đồ mà. Trời ơi. Má giờ không còn gì luôn. Kìa. Mất bướm bánh này luôn rồi kìa. Không nó quăng con mét. Cái có bự quá không vậy ta? Không sao sao. Bóp dặn gì bóp viên, bự bự nó cũng nuốt lá tàn ra xuống nó cũng tàn bớt à. Rồi vô. Coi. Ủa má cái chân quăng cái đầu lông á. Trời mới quăng xuống dính luôn mày. Dính đá luôn đồ má ghê quá. Anh Long hút đá dính đá luôn. Bản tình ca của đá. Ui tuyệt vời. Đề từ khoa quay tay quay nhẹ nhẹ thôi. Dính rồi giật rồi đó. Chưa. Mà con nhỏ. Rồi dính rồi giật lên. Rồi quay lên. Trời á mày đi theo đường mất của Long. Tao đâu có dân câu cá đâu thịt mẹ. Quay thầy mồi. Quang. Coi giúp em nó rồi. Dính má. Dưỡng cổ. Quay vô đây luôn. Hết mồi luôn rồi. Sành đi. Chuẩn bị chụp chưa? Hiểu làm mất hứng lắm ba. Lấy hơi lên. Có không? Lấy vuốt. Quay lại lên. Thằng này phải quay lại lên. Trời đồ má ra luôn. Mẹ tao vuốt quá. Đi ra đi. Đồ. Đồ má Long vừa mới vuốt cái ra luôn. Thôi đừng đổ thừa, đúng hai câu gì tao không kịp kìm hãm. Má dính rồi. Ồ dính mấy giờ hả? Không biết dính cái gì đây. Mạnh không? Không nhẹ. Nhẹ chắc cá rất fit thôi. Dính rồi. Redfin hả? Trời ơi. Trời cái con này mà nãy em giờ. Em này to hơn. Lụm lên nồi luôn. Đường anh đi toàn cây với cá. Ủa sao không thấy rung chuông gì hết ta? Ăn ở dưới rồi, chung sao nổi nữa. Chì nặng quá. Anh em. Được nữa nè. Dính rồi. Cái gì vậy? Xin. Hoàng đây. Hả?
Đó vậy là lên rồi. Trời ơi. Thấy chưa? Ủa đi làm gì anh đi? Bên kia đang quay phim. Đang quay phim nãy giờ. Như nhảy vô như nằm mà như nói. Đó là cái đắp mền á. Đó là quay khe suối luôn. Mày bị điếc không? Quá thời gian. Đúng quá. Thằng này nhớ biết 5 mét là nhiêu mày ơi. 5 mét chứ không phải 50cm lòng. 5 mét dài luôn á hả? Cứ để con dìu nằm đứt. Tao chỉ cho dễ nhất nè. Mày thả dây ra, con vợ mày cầm ở đầu kia. Mày ở đầu này. Con vợ mày thảy lên cái mày chạy. Dạ hả? Ừ, thả dìu thả vậy đó ba. Phải không?
Dọn. Tháo xuống cho nó xuống hết luôn cái này rút ra bên này luôn. Bye bye, girl.